Số 646. Kinh Nhập Định Bất Định Ấn, Khải Dịch Đời Đường, Tam Tạng Pháp Sư, Nghĩa Tịnh. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở tại núi Linh Thứ thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng đại tỳ kheo 1.250 người hội đủ. Các vị Đại Bồ Tát có 60 ức trăm ngàn Na Dô Tha, gồm những Bồ Tát như Bồ Tát Diệu Cái Tường, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Diệu Vương, Bồ Tát Diệu Thượng, Bồ Tát Tập Lôi Âm Vương, đều là các bậc thượng thủ. Tất cả đều đạt được tam muội quyết trạch tịch tỉnh, tam muội kiện hành, tam muội hải triệu bất động sâu xa, thành tựu đà la ni quán đảnh, thành tựu đà la ni vô biên sắc thân như Phật chư Phật. Bây giờ Bồ Tát Diệu Cát Tường bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn giảng nói về pháp môn nhập định bất định ấn cho các vị Bồ Tát. Chúng con hội nhập vào pháp ấn này nên có thể biết rõ đây là Bồ Tát bất định, mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đối với trí đạo vô thượng là có thoái chuyển, đây là Bồ Tát quyết định, mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đối với trí đạo vô thượng không còn thoái chuyển. Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Diệu Cát Tường: Này Diệu Cát Tường, nên biết Bồ Tát có năm thứ hành. Những gì là năm? Đó là hành theo xe dê, hành theo xe voi, hành theo thần lực của mặt trời mặt trăng, hành theo thần lực của thanh văn, hành theo thần lực của Như Lai. Này Diệu Cát Tường, đó là Bồ Tát hành theo năm thứ. Này Diệu Cát Tường, hai hạng Bồ Tát trước đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là không quyết định, còn ba hạng Bồ Tát sau đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì đạt được quyết định. Bồ Tát Diệu Cát Tường bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao hai hạng Bồ Tát trước không quyết định để cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với trí đạo vô thượng là còn thoái chuyển? Vì sao ba hạng Bồ Tát sau là quyết định cầu đạo quả vô thượng chánh đạt chánh giác đối với trí đạo quyết định vô thượng không còn thoái chuyển? Phật bảo Bồ Tát Diệu Cát Tường: Đó là hành theo xe dê, hành theo xe voi. Hai hạng Bồ Tát này mong cầu đạo quả vô thượng chánh đạt chánh giác đối với trí đạo vô thượng còn thoái chuyển. Hành theo thần lực của mặt trời mặt trăng, hành theo thần lực của thanh văn, hành theo thần lực của Như Lai, thì ba hạng Bồ Tát này dốc cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với trí đạo vô thượng không còn thoái chuyển. Này Diệu Cát Tường, thế nào là Bồ Tát hành theo xe dê? Ví dụ có người vì nhân duyên của sự việc lớn, vì nhân duyên của sự việc quan trọng, muốn vượt qua những thế giới nhiều như số phi trần của năm cõi Phật. Người ấy suy nghĩ, hôm nay ta phải nương vào xe nào để có thể vượt qua những thế giới như vậy? Lại suy nghĩ, phải nương vào xe dê để vượt qua các thế giới ấy. Này Diệu Cát Tường, người đó liền nương theo xe dê, mang theo con đường ấy để đi, chịu đựng lao nhọc khổ cực rất lâu. Trải qua được 100 giờ tuần, bỗng gặp ngọn gió lớn thổi mạnh, khiến họ bị đẩy lui lại 80 giờ tuần. Này Diệu Cát Tường, ý ông thế nào? Người ấy nương vào xe dê đó, hoặc một kiếp, hoặc trăm kiếp, hoặc ngàn kiếp, hoặc ức kiếp, hoặc vô số kiếp, có thể vượt qua được toàn bộ các thế giới kia chăng? Bồ Tát Diệu Cát Tường thưa: Bạch Thế Tôn, không thể được. Người này nương vào xe dưới ấy, hoặc một kiếp, hoặc trăm kiếp, hoặc ngàn kiếp, hoặc ức kiếp, hoặc vô số kiếp, nếu có thể vượt qua được toàn bộ các thế giới là điều không thể có. Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy. Này Diệu Cát Tường, nếu có thiền nam thiền nữ phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại cùng với thanh văn đồng ở chung nương tựa gần gũi, tập quen đàm luận, hoặc ở nơi phường trần, hoặc ở nơi trong chùa chiền, đồng kinh hành một chỗ, đọc tụng suy nghĩ của theo thừa thanh văn, giải thích chỉ dạy về ý nghĩa ấy, hoặc chỉ dạy người khác đọc tụng theo suy nghĩ của thừa thanh văn, giải thích chỉ dạy về nghĩa lý ấy, do thọ nhận giữ gìn thừa thanh văn này, theo đấy chỉ dạy gieo trồng căn lành, vì vậy trí tuệ mới thấp kém nên thoái chuyển nơi trí đạo vô thượng. Tuy trước đây có tu tập tâm bồ đề đạt tuệ căn tuệ nhãn, nhưng do thọ giữ thừa thanh văn theo đấy chỉ dạy gieo trồng căn lành, khiến căn trí chậm chạp, tức thoái chuyển nơi trí đạo vô thượng. Này Diệu Cát Tường, ví như có người bị bệnh mắt phải nhắm bích, vì muốn mở ra nhìn thấy nên phải trải qua 1 tháng chữa trị, bác ấy liền khỏi. Khi đó có kẻ oán thù lấy 1 nắm lá lốt giả nát dúi vào mắt kia, khiến trở lại tối bưng không mở ra được nữa. Cũng như vậy, này Diệu Cát Tường, Bồ Tát ấy tuy trước đây đã tu tập tâm bồ đề đạt tuệ căn tuệ nhãn,
nhưng do thọ giữ thừa thanh văn theo đấy chỉ dạy gieo trồng căn lành nên khiến căn trí ám đoạn, liền thoái chuyển nơi trí đạo vô thượng. Đó gọi là Bồ Tát theo hành theo xe dê. Này diệu các thượng, Bồ Tát hành theo xe voi như thế nào? Vì như có người vì nhân duyên của sự việc lớn, vì nhân duyên của sự việc hệ trọng, muốn vượt qua những thế giới nhiều chư số kiếp trần đã nói ở trước. Người ấy tư duy, hôm nay ta phải nương vào xe nào để có thể vượt qua được những thế giới như vậy? Bèn suy nghĩ, ta phải nương theo xe voi thượng diệu đầy đủ 8 phần ấy để có thể vượt qua được các thế giới kia. Này diệu các tường, người ấy tức nương vào xe voi men theo con đường đó để đi. Trải qua 100 năm đi 2.000 cho tuần, bỗng gặp ngọn gió lớn thổi mạnh khiến họ bị đẩy lùi lại 1.000 cho tuần. Này diệu các tường, ý ông thế nào? Người đó nương vào xe voi hoặc một kiếp, hoặc trăm kiếp, hoặc ngàn kiếp, hoặc ngàn ức kiếp, hoặc vô số kiếp, có thể vượt qua được toàn bộ các thế giới kia chăng? Bồ Tát diệu các tường thưa, bạch Thế Tôn, không thể được. Người này nương theo xe voi ấy, hoặc một kiếp, hoặc trăm kiếp, hoặc ngàn kiếp, hoặc ngàn ức kiếp, hoặc vô số kiếp, nếu có thể vượt qua được các thế giới đó là điều không thể có. Cũng như vậy, này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ nào đã phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cùng với thanh văn đồng ở chung nương tựa gần gũi, quen tập bàn luận, hoặc ở nơi phường trần, hoặc ở trong chùa chiền, cùng chỗ kinh hành đọc tụng suy nghĩ theo thừa thanh văn, chỉ dạy giải thích nghĩa lý ý nghĩa ấy, hoặc là chỉ dẫn người khác đọc tụng suy nghĩ theo thừa thanh văn, chỉ dạy giải thích ý nghĩa ấy, do thọ giữ thừa thanh văn này theo đấy chỉ dạy gieo trồng căn lành nên trí tuệ thấp kém, thoái chuyển nơi trí đạo vô thượng. Tuy trước đây đã tu tập tâm bồ đề đạt tuệ căn tuệ nhãn, nhưng do thọ giữ thừa thanh văn theo đấy chỉ dạy gieo trồng căn lành làm cho căn trí bị chậm chạp, liền thoái chuyển nơi trí đạo vô thượng. Này diệu các tường, ví như có khúc cây lớn dài 100.000 do tuần rơi vào biển cả, trôi nổi theo sóng nước, có nhiều chúng giả sơ ở trong hư không dùng sức khéo kéo khúc cây kia dừng lại, rồi dùng một khối sắt đá dài rộng 5.000 do tuần để buộc chặt lại. Này diệu các tường, ý ông thế nào? Khúc cây lớn này có thể vượt qua biển cả, tạo lợi ích cho các hữu tình chăng? Bồ Tát diệu các tường thưa, bạch Thế Tôn, không thể. Phật bảo, đúng vậy, đúng vậy. Này diệu các tường, Bồ Tát ấy tuy đã tu tập tâm bồ đề, thọ nhận giữ gìn đại thừa, gieo trồng các căn lành, nhưng do tu tập theo giáo pháp của thanh văn nên đối với biển nhất thiết trí đã bị tách rời, khiến thoái chuyển không thể hướng tới biển cả trí tuệ ấy. Ở trong biển sinh tử không thể cứu độ tất cả chúng sinh. Này diệu các tường, đó là Bồ Tát hành theo xe voi. Này diệu các tường, đó là Bồ Tát hành theo tuần lục của mặt trời mặt trăng như thế nào? Vì như có người vì nhân duyên của sự việc lớn, vì nhân duyên của sự việc hệ trọng, muốn vượt qua các thế giới nhiều như số vết trần như trước đã nói. Người ấy tư duy, hôm nay ta phải nương vào năng lực thần thông nào để có thể vượt qua những thế giới như vậy? Này diệu các tường, người ấy liền nương theo tầng lục của mặt trời mặt trăng, mang theo con đường đó để đi. Này diệu các tường, ý ông thế nào? Người này có thể vượt qua những thế giới ấy chăng? Bồ Tát diệu các tường, bạch Phật, bạch Thế Tôn, người đó có thể vượt qua những thế giới ấy, nhưng đối với con đường dài kia phải trải qua nhiều khổ cực. Phật nói, đúng vậy, này diệu các tường, có thiện nam thiện nữ nào phát tâm cầu đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, không theo thừa thanh văn, không ở chung để nương tựa gần gũi, quen tập bàn luận, cũng không cùng người ấy thọ nhận y phục thức ăn uống, không ở nơi vườn trần trong chùa chiền hoạt động kinh hành một chỗ, đọc tụng suy nghĩ chỉ dạy theo thừa thanh văn, cho đến một câu kệ cũng không chỉ dạy người khác đọc tụng suy nghĩ giáo hóa theo thừa thanh văn. Thường tư duy, đọc tụng đại thừa, diễn nói đại thừa. Này diệu các tường, đó gọi là Bồ Tát hành theo thần lực của mặt trời mặt trăng. Này diệu các tường, Bồ Tát hành theo thần lực của thanh văn như thế nào? Ví như có người, vì nhân duyên của sự việc lớn, vì nhân duyên của sự việc hệ trọng, nên muốn vượt qua những thế giới nhiều như số vi trần như trên đã nói. Người ấy liền tư duy, hôm nay ta nương vào năng lực nào để có thể vượt qua được các thế giới như vậy? Lại suy nghĩ, ta phải nương vào thần lực của thanh văn để có thể vượt qua những thế giới ấy.
liền nướng vào tầng lớp của thanh văn, dốc vượt qua cái thế giới kia. Này Diệu Cát Tường, ý ông thế nào? Người này có thể vượt qua những thế giới ấy chăng? Bồ Tát Diệu Cát Tường, bạch Phật, bạch Thế Tôn, người này có thể vượt qua những thế giới như thế. Phật nói, đúng vậy, này Diệu Cát Tường, có thì nam thì nữ nào đã phát tâm cầu đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, không cùng với thanh văn ở chung, để nương tựa gần gũi khuyên tập bàn luận, cũng không cùng với những người ấy thọ nhận y phục, thức ăn uống, không ở nơi vườn trần và trong chùa chiền hoặc kinh hành một chỗ đọc tụng sẽ nghĩ, chỉ dạy theo thừa thanh văn cho đến một bài tụng cũng không chỉ dạy người khác đọc tụng sẽ nghĩ giáo hóa theo thừa thanh văn. Luôn tư duy đọc tụng giảng nói về đại thừa đối với những người tin hiểu đại thừa sâu xa, đọc tụng đại thừa lãnh hội đại thừa, luôn sinh tâm cung kính gần gũi giữ gìn hướng về một chỗ, nương theo sự việc để thân cận quán tập bàn luận, thường mong cầu thọ trì đọc tụng đại thừa. Là dùng vô số hoa hương, hương xoa, hương bột, đèn sáng, vòng hoa với tâm cung kính cúng dường, thường suy nghĩ đọc tụng kinh điển đại thừa vì tâm hoan hỷ nên giảng thuyết cho người khác. Đối với Bồ Tát chưa học phải sinh tâm cung kính, trước hết là vui vẻ, lời nói không thô lỗ, luôn nói lời êm dịu làm cho người khác thích nghe. Giả sử gặp hoàn cảnh có thể bị mất mạng cũng không sợ bỏ tâm đại thừa. Đối với Bồ Tát phát khởi đại thừa, đọc tụng đại thừa, lãnh hội đại thừa thì đối với vị ấy luôn tăng thêm tâm cung kính cúng dường, cũng không cùng người khác tranh cãi. Đối với kinh điển đại thừa chưa từng nghe thì luôn mong cầu nơi người giảng nói giáo pháp, thường khởi tâm cung kính, xin tượng xem như bậc thầy. Nên Bồ Tát chưa học cũng xin tâm cung kính. Đối với lỗi lầm của người khác, hoặc thật hoặc không thật, không nên trách mắng, cũng không ưa thích truy tìm lỗi lầm, luôn thích tu hành từ bi hỷ xả, là Diệu Cát Tường. Đó gọi là Bồ Tát hành theo tầng lục của thời thanh văn. Này Diệu Cát Tường, Bồ Tát hành theo tầng lực của Như Lai như thế nào? Vì như có người phải nhân duyên của sự việc lớn, phải nhân duyên của sự việc hệ trọng, muốn vượt qua những thế giới nhiều như số phi trần, như trên đã nói, người ấy tư duy hôm nay ta phải nương vào tầng lực nào để có thể vượt qua mau những thế giới như vậy, liền suy nghĩ ta sẽ nương vào tầng lực của Như Lai để vượt qua những thế giới kia, liền dùng thần lực của Như Lai vượt qua cái thế giới ấy. Này Diệu Cát Tường, ý ông thế nào? Ngài có thể vượt qua những thế giới kia chăng? Bồ Tát Diệu Cát Tường, bạch Phật, bạch Thế Tôn, người này có thể vượt qua những thế giới ấy. Phật nói, đúng vậy, này Diệu Cát Tường, nó có thì nam thì nữ nào phát tâm cầu đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, không cùng với thanh văn ở chung, đương theo sự việc đã gần gũi quan tập bàn luận, cũng không cùng người ấy thọ nhận thức ăn uống y phục, không ở nơi phường trần trong chốn chùa chiền, hoạt động kinh hành một chỗ đọc tụng suy nghĩ lời dạy theo thừa thanh văn, cho đến một bài kệ cũng không chỉ dạy người khác đọc tụng tư duy giáo hóa theo thừa thanh văn. Luôn suy nghĩ đọc tụng đại thừa, giảng nói đại thừa, đối với thân khẩu ý luôn khiến được thanh tịnh, đối với thiện pháp giới cũng luôn trụ, luôn an trụ, cũng làm cho thân khẩu ý của người khác được thanh tịnh an trụ nơi giới pháp. Nếu có Bồ Tát phát khởi đại thừa, đọc tụng đại thừa, lãnh hội đại thừa, thì đối với vị ấy luôn hướng về cung kính, nương theo sự việc đã gần gũi quán tập bàn luận. Đối với y phục, thức ăn uống cùng thọ nhận, cùng Bồ Tát ấy ở chung đồng kinh hành một chỗ, luôn mong cầu đại thừa, lãnh hội đại thừa, giữ gìn đại thừa, đem vô số hoa tươi, hương thơm, hương xoa, hương bột, đèn sáng, vòng hoa với tâm cung kính cúng dường. Thường tư duy đọc tụng đại thừa với tâm hoan hỷ giảng nói đại thừa. Đối với Bồ Tát chưa học không khởi tâm ngã mạn, nơi các Bồ Tát khác cũng làm cho an trụ, thường hòa nhã vui vẻ trong khi nói chuyện, lời nói không thô lỗ, nên nói lời dịu dàng làm cho người ưa thích nghe. Với những người khác cũng vậy, giả sử gặp nhân duyên có thể mất mạng cũng không sợ bỏ tâm đại thừa. Đối với Bồ Tát phát khởi đại thừa, đọc tụng đại thừa, lãnh hội đại thừa thì đem tâm tăng thượng hoan hỷ thân cận phụng hành, cũng như dạy người khác cung kính cúng dường, không cùng với người khác tranh cãi, luôn ưa thích mong cầu kinh điển đại thừa chưa được nghe. Với người giảng nói giáo pháp phải khởi tâm cung kính sẽ như bậc thầy. Với Bồ Tát chưa học không sinh tâm kiêu mạn.
nơi lỗi lầm của người khác hoặc đúng hoặc sai không nên chê trách, cũng không ưa thích tìm tòi lỗi lầm của họ. Tự mình tu tập chỉ là chỉ dạy người khác tu học như vậy. Này diệu, các tường Bồ Tát này tự quan sát các chúng sinh đã bỏ mất hành nghiệp của Bồ Tát nên chỉ dạy khiến họ đạt được hành nghiệp. Cũng hay chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất hành nghiệp của Bồ Tát khiến được hành nghiệp. Tự quan sát chúng sinh đã bỏ mất đạo Bồ Tát nên chỉ dạy khiến đạt được đạo. Cũng có thể khiến người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất đạo Bồ Tát chỉ dạy khiến đạt được. Tự quan sát chúng sinh đã bỏ mất hạnh Bồ Tát chỉ dạy khiến đạt được hạnh Bồ Tát, cũng có thể làm cho người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất hạnh Bồ Tát chỉ dạy khiến đạt được. Tự quan sát chúng sinh đã bỏ mất nhân Bồ Tát chỉ dạy làm cho đạt được nhân, cũng có thể làm cho người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất nhân Bồ Tát chỉ dạy khiến đạt được nhân. Tự quan sát chúng sinh đã bỏ mất phương tiện thiện xảo của Bồ Tát chỉ dạy làm cho họ đạt được phương tiện thiện xảo, cũng hay làm cho người khác quan sát chúng sinh đã bỏ mất phương tiện thiện xảo của Bồ Tát chỉ dạy khiến đạt được phương tiện thiện xảo. Tự quan sát hữu tình đã bỏ mất sự nghiệp của Bồ Tát chỉ dạy làm cho đạt được sự nghiệp, cũng hay làm cho người khác quan sát hữu tình đã bỏ mất sự nghiệp của Bồ Tát chỉ dạy khiến đạt được sự nghiệp. Tự quan sát hữu tình đã bỏ mất năng lực gia hạnh của Bồ Tát chỉ dạy khiến có được gia hạnh, cũng hay chỉ dạy người khác quan sát hữu tình đã bỏ mất thân năng lực gia hạnh của Bồ Tát khiến đạt được gia hạnh. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất chỗ nương tựa tu hành của Bồ Tát nên chỉ dạy làm cho đạt được, cũng hay làm cho người khác quan sát hữu tình đã bỏ mất chỗ nương tựa tu hành của Bồ Tát khiến đạt được. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất từ bi hỷ xả nên chỉ dạy khiến đạt được từ bi hỷ xả, cũng có thể làm cho người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất từ bi hỷ xả chỉ dạy khiến có được từ bi hỷ xả. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất hạnh bình đẳng nên chỉ dạy khiến đạt được hạnh bình đẳng, cũng hay làm cho người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất hạnh bình đẳng chỉ dạy khiến đạt được hạnh bình đẳng. Tự mình quan sát các chúng sinh không tin tam bảo nên chỉ dạy khiến tin tam bảo, cũng có thể làm cho người khác quan sát các chúng sinh các hữu tình không tin tam bảo khiến tin tam bảo. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất sự mong cầu pháp lành nên chỉ dạy khiến đạt được sự mong cầu pháp lành, cũng hay làm cho người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất sự mong cầu pháp lành khiến đạt được sự mong cầu pháp lành. Tự mình quan sát các loài hữu tình bị trói buộc trong lao ngục khiến được giải thoát, cũng có thể làm cho người khác quan sát hữu tình bị trói buộc trong lao ngục, trong ngục tù khiến được giải thoát. Tự mình quan sát các loài hữu tình bị bệnh khổ ban cho thuốc hay, cũng hay làm cho người khác quan sát các loài hữu tình bị bệnh khổ để ban cho thuốc thang. Tự mình quan sát các loài hữu tình đã bỏ mất việc gieo trồng căn lành nơi Đức Phật khiến có được căn lành, cũng hay chỉ dạy người khác quan sát các loài hữu tình đã bỏ mất sự gieo trồng căn lành nơi Đức Phật khiến được căn lành. Tự mình quan sát các loài hữu tình không có chỗ nương tựa khiến họ có chỗ quy hướng, cũng có thể làm cho người khác quan sát các loài hữu tình không có chỗ nương tựa khiến họ có chỗ quy hướng. Tự mình quan sát các chúng sinh đang ngủ say trong đêm dài làm cho họ được giác ngộ, cũng hay khiến cho người khác quan sát các hữu tình ngủ mê trong đêm dài khiến họ được giác ngộ. Tự mình quan sát các loài hữu tình sinh ra nơi biên địa hạ tiện làm cho họ được sinh nơi thù thắng, cũng hay khiến cho người khác quan sát các hữu tình sinh ra nơi biên địa hạ tiện làm cho họ được sinh vào nơi chỗ thù thắng. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất tâm bồ đề làm cho họ có được tâm bồ đề, cũng có thể khiến người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất tâm bồ đề khiến họ được tâm bồ đề. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất giáo pháp đầy đủ làm cho họ đạt được giáo pháp đầy đủ, cũng hay khiến người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất giáo pháp đầy đủ khiến họ đạt được giáo pháp đầy đủ. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất hành trang phước trí làm cho họ đạt được hành trang phước trí, cũng thường chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất hành trang phước trí khiến họ đạt được hành trang phước trí. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất lòng tin đại thừa
làm cho họ tin hiểu của đối chuyện dạy người khác quan sát các chúng sinh. Các loại hữu tình đã bằng mức lòng tin đại thừa, khiến có được sự tin hiểu chân chánh. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất sự giữ giới, làm cho họ trụ vào sự giữ giới của thường dạy người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất sự giữ giới, khiến họ trụ vào sự giữ giới. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất pháp tùy thuận, làm cho họ đạt được pháp tùy thuận. Cũng hãy chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất pháp tùy thuận, khiến họ đạt được pháp tùy thuận. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất sự nhẫn nhục hòa hiệp, làm cho họ đạt được nhẫn nhục hòa hiệp. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất nhẫn nhục hòa hợp, khiến họ đạt được nhẫn nhục hòa hợp. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất chỉ quán, làm cho họ an trụ nơi chỉ quán. Cũng luôn chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất chỉ quán, khiến họ đạt được chỉ quán. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất sự tinh tấn của Bồ Tát, làm cho họ an trụ vào sự tinh tấn của Bồ Tát. Cũng hay chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất sự tinh tấn của Bồ Tát, khiến họ đạt được tinh tấn của Bồ Tát. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất bố thí tùy thuận và biết đủ, làm cho họ đạt được bố thí tùy thuận, vân vân. Cũng hay chỉ dạy người khác quan sát các chúng các hữu tình đã bỏ mất bố thí, khiến họ đạt được bố thí, vân vân. Tự mình quan sát các hữu tình đã bỏ mất hạnh dưỡng gìn niệm tuệ, làm cho họ đạt được các niệm, vân vân. Cũng hay chỉ dạy người khác quan sát các hữu tình đã bỏ mất các niệm, khiến đạt được các niệm. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất con đường đến bờ bên kia, làm cho họ đến bờ bên kia. Cũng hay chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất con đường đến bờ bên kia, khiến họ đến bờ bên kia. Tự mình quan sát các chúng sinh không sinh vào nhà Đức Phật, làm cho họ sinh vào nhà Đức Phật. Cũng hay chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh không sinh vào nhà Đức Phật, khiến họ sinh vào nhà Đức Phật. Tự mình quan sát các chúng sinh đã rời bỏ bản lành, làm cho họ gặp lại bản lành. Cũng hay chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh đã rời bỏ bản lành, khiến họ được bản lành. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất tâm tạo lợi ích cho hữu tình, làm cho họ đạt được tâm tạo lợi ích cho hữu tình. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất tâm tạo lợi ích cho hữu tình, làm cho họ có tâm tạo lợi ích cho hữu tình. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất sự nương tựa giáo pháp, làm cho họ được nương tựa giáo pháp. Cũng hay chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất sự nương tựa giáo pháp, làm cho họ được nương tựa giáo pháp. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất sự nương tựa nơi bậc trí, làm cho họ được nương tựa nơi bậc trí. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất sự nương tựa nơi bậc trí, khiến họ được nương tựa nơi bậc trí. Tự mình quan sát các hữu tình đã bỏ mất sự nương theo nghĩa lý, làm cho họ được sự nương theo nghĩa lý. Cũng hay chỉ dạy người khác quan sát các hữu tình đã mất sự nương theo nghĩa lý, khiến họ được nương nghĩa lý. Tự mình quan sát các chúng sinh đã mất sự nương theo kinh điển nghĩa lý rõ ràng, làm cho họ được nương theo kinh điển nghĩa lý rõ ràng. Cũng hay chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất sự nương theo kinh điển nghĩa lý rõ ràng, khiến họ đạt được sự nương theo kinh điển nghĩa lý rõ ràng. Tự mình quan sát các chúng sinh đã mất 4 chánh cần, làm cho họ đạt được 4 chánh cần. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát các hữu tình đã bỏ mất 4 chánh cần, khiến họ đạt được 4 chánh cần. Tự mình quan sát các chúng sinh đã bỏ mất việc nói lời chân thật, lời giáo pháp, lời lợi ích, lời điều phục, làm cho họ trụ vào lời chân thật, lời giáo pháp, lời lợi ích, lời điều phục. Còn luôn chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh đã bỏ mất việc nói lời chân thật, lời giáo pháp, lời lợi ích, lời điều phục, khiến họ trụ vào lời chân thật, lời giáo pháp, lời lợi ích, lời điều phục. Tự mình quan sát các chúng sinh nhận chịu nghèo khổ, làm cho họ được giàu có. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát các chúng sinh nhận chịu nghèo khổ, khiến họ được giàu có. Đại Bồ Tát đối với các hữu tình luôn khởi tâm đại bi rộng lớn, khiến hiện bày khắp, là suy nghĩ các chúng sinh ấy không có chỗ nương tựa, không chỗ cậy nhờ, không có nơi để quay về, không có nẻo hướng đến, không có quê hương, không có họ hàng, không có nhà cửa, không người cứu giúp. Hôm nay ta làm sao để có thể cứu giúp cho các hữu tình ấy? Nay diệu các tường có như chim đại bàng, chúa trẻ trung có sức mạnh lớn, tùy ý bay lên đỉnh núi diệu cao. Bồ Tát hành theo thần lực của Như Lai cũng lại như vậy.
đầy đủ năng lực của căn lành lớn, nhập mạnh, nhanh chóng, tùy ý hướng đến, xin vào chúng hội của chư Phật, cũng có thể hướng đến các hữu tình, nơi các cõi ác đã cứu độ họ. Này diệu các tường, đó gọi là Bồ Tát hành theo thần luật của Như Lai. Này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ, ngày ngày đem y phục đẹp đẽ của hàng trăm ức ăn, thức ăn thơm ngon của cõi trời, cúng dường cho Phật nhiều như số vi trần của tất cả thế giới trong mười phương, lại đem ngọc báu như ý đầy khắp trong hàng hà sa số thế giới để bố thí, cho đến trải qua số kiếp nhiều như số các sông hàng, luôn cúng dường như vậy. Nếu như lại có người chỉ dạy cho một hữu tình đạt được quả dự lưu, thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ chỉ dạy cho hữu tình đạt được quả dự lưu nhiều như số vi trần để tất cả thế giới trong mười phương, nếu là có người chỉ dạy một hữu tình đạt được quả nhất lai, thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ chỉ dạy cho hữu tình đạt được quả nhất lai nhiều như số phi trần để tất cả thế giới trong mười phương, nếu như là có người chỉ dạy một hữu tình đạt được quả bất hoàn, thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ chỉ dạy cho hữu tình đạt được quả bất hoàn nhiều như số phi trần để tất cả thế giới trong mười phương, nếu như lại có người chỉ dạy một chúng sinh đạt được quả a la hán, thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nó có thiện nam thiện nữ chỉ dạy cho chúng sinh đạt được quả a la hán nhiều như số phi trần để tất cả thế giới trong mười phương, nếu như lại có người chỉ dạy một chúng sinh chứng được quả độc giác, thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nó có thiện nam thiện nữ chỉ dạy cho chúng sinh chứng được quả độc giác nhiều như số phi trần để tất cả thế giới trong mười phương, nếu như lại có người chỉ dạy một Bồ Tát hành theo xe chê, khi an trụ vào tâm Bồ Đề, thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ chỉ dạy cho hữu tình hành theo xe chê đạt được tâm Bồ Đề nhiều như số vi trần để tất cả thế giới trong mười phương, nếu như lại có người giáo hóa cho một hữu tình hành theo xe voi khi đạt được tâm Bồ Đề, thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nó có thiện nam thiện nữ nào chỉ dạy cho hữu tình hành theo xe voi đạt được tâm Bồ Đề nhận dấu số vi tròn để tất cả thế giới trong mười phương, nếu như lại có người giáo hóa cho một chúng sinh hành theo thần lực của mặt trời mặt trăng đạt được tâm Bồ Đề, thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nó có thiện nam thiện nữ nào chỉ dạy cho chúng sinh hành theo thần lực của mặt trời mặt trăng đạt được tâm Bồ Đề nhận dấu số vi tròn để tất cả thế giới trong mười phương, nếu như lại có người chỉ dạy cho một hữu tình hành theo thần lực của thanh văn để được tâm Bồ Đề, thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ nào chỉ dạy cho chúng sinh hành theo thần lực của thanh văn để được tâm Bồ Đề nhiều như số vi trần để tất cả thế giới trong mười phương, nếu như lại có người giáo hóa cho một chúng sinh hành theo thần lực của Như Lai để được tâm Bồ Đề, thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nó có thiện nam thiện nữ nào ngày ngày đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời cúng dường cho chúng sinh nhiều như số vi trần ở tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua số kiếp như các sông hằng, luôn cúng dường như vậy, để như lại có người chỉ đem một bữa ăn cúng dường cho một cận sự nam, quy y tam bảo, thọ năm học xứ, đối với giáo pháp của Phật phát sinh chánh tín, thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nó có thiện nam thiện nữ nào đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời cúng dường cho cận sự nam nhiều như số vi trần đến tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua số kiếp như các sông hằng, luôn cúng dường như vậy, nó có người nếu như có người chỉ đem một bữa ăn cúng dường cho một người trụ vào bậc thứ tám, thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nó có thiện nam thiện nữ nào đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời cúng dường cho người trụ vào bậc thứ tám nhiều như số vi trần để tất cả thế giới trong mười phương, cho đến luôn cúng dường trải qua số kiếp như các sông hằng, nếu như lại có người chỉ đem một bữa ăn cúng dường cho một người đắc quả dự lưu, thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ nào đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon nơi cõi trời cúng dường cho người đắc quả dự lưu nhiều như số vi trần nơi tất cả thế giới trong mười phương, cho đến luôn cúng dường trải qua số kiếp như các sông hằng, nếu như có người
Chỉ để một bữa ăn cúng dường cho một người đắc quả Nhất Lai thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu cái tường, nếu có thì nam thì nữ nào đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời cúng dường cho người đắc quả Nhất Lai, dù như số phi trần nơi tất cả thế giới trong mười phương cho đến luôn cúng dường trong qua số kiếp như các sông Hằng. Nếu là có người chỉ đem một bữa ăn cúng dường cho một người đắc quả bất hoàn thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu cái tường, nếu có thiện nam thiện nữ nào đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon nơi cõi trời cúng dường cho người khác, cho người đắc quả bất hoàn, nhiều như số phi trần để tất cả thế giới trong mười phương, cho đến luôn cúng dường trải qua số kiếp như các sông Hằng. Nếu như có người chỉ đem một bữa ăn cúng dường cho một vị đắc quả A-la-hán, thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ nào đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời cúng dường cho người đắc quả A-la-hán, nhiều như số vi trần là tất cả thế giới trong mười phương, cho đến luôn cúng dường trải qua số kiếp như các sông Hằng. Nếu là có người chỉ đem một bữa ăn cúng dường cho một vị độc giác thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ nào đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời cúng dường cho bậc độc giác, nhiều như số vi trần nơi tất cả thế giới trong mười phương cho đến luôn cúng dường trải qua số kiếp như các sông Hằng. Nếu là có người chỉ đem một bữa ăn cúng dường cho một Bồ Tát hành theo xe dê thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Vì sao này diệu các thường? Vì đại Bồ Tát ấy theo thời gian nào thuận theo việc gì để phát tâm Bồ Đề, ngay khi ấy không một việc ác nào mà không từ bỏ, không có một pháp Phật nào mà không sinh trưởng. Này diệu các tường, vì Bồ Tát ấy đã đạt đầy đủ công đức thù thắng không thể nghĩ bàn như thế. Này diệu các tường, với như chim ca lăng tần già chúa còn ở trong trứng, tuy chưa đạp thủng vỏ trứng để nở ra thì tiếng nó đã hơn hẳn tất cả loài chim khác, do nó có tiếng hót phi diệu sâu xa. Cũng vậy này diệu các tường, Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề còn ở trong vòng vô minh, tôi bị nghiệp phiền não tối tâm làm chướng ngại, nhưng để có thể hơn hẳn hàng thanh văn chuyên giác, do có âm thanh vi diệu hành nguyện theo căn lành hồi hướng đến đạo quả Bồ Đề vô thượng. Này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ nào đem y phục đẹp và hàng trăm thức ăn thơm ngon nơi cõi trời cúng dường cho Bồ Tát hành theo xe dê, nhiều như số phi trần đến tất cả thế giới trong mười phương cho đến luôn cúng dường trải qua số kiếp như các sông Hằng. Nếu như là có người chỉ đem một bữa ăn cúng dường cho một Bồ Tát hành theo xe voi thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nếu có thiền nam thiền nữ nào đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời cúng dường cho Bồ Tát hành theo xe voi, nhiều như số phi trần đến tất cả thế giới trong mười phương cho đến luôn cúng dường trải qua số kiếp như các sông Hằng. Nếu như lại có người chỉ đem một bữa ăn cúng dường cho một Bồ Tát hành theo thần lực của mặt trời mặt trăng thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ nào đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời cúng dường cho Bồ Tát hành theo thần lực của mặt trời mặt trăng, nhiều như số phi trần nơi tất cả thế giới trong mười phương cho đến luôn cúng dường trải qua số kiếp như các sông Hằng. Nếu như lại có người đem một bữa ăn cúng dường cho một Bồ Tát hành theo thần lực của thanh văn thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ nào đem y phục đẹp đẽ của hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời cúng dường cho Bồ Tát hành theo thượng thanh văn, nhiều như số phi trần nơi cả thế giới trong mười phương cho đến luôn cúng dường trải qua số kiếp như các sông Hằng. Nếu như là có người chỉ đem một bữa ăn cúng dường cho một Bồ Tát hành theo thần lực của Như Lai thì phước đức này hơn phước đức kia vô lượng vô số. Này diệu các tường, nó có thiện nam thiện nữ nào đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời cúng dường cho Bồ Tát hành theo thần lực của Như Lai, nhiều như số vi trần đến tất cả thế giới trong mười phương cho đến trải qua hàng hà sa số kiếp đều luôn cúng dường như vậy, nó là có người nghe pháp môn này sinh tâm tin tưởng thọ nhận sâu xa thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô lượng vô số. Này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ nào xây dựng chùa tháp nhiều như số vi trần nơi tất cả thế giới trong mười phương cúng dường cho các bậc độc giác, nhiều như số vi trần nơi tất cả thế giới trong tam thiên đại thiên thế giới, phòng ở của chúng ta đều làm bằng vàng di phù đà, lấy ánh sáng của ngọc báu mani để trang nghiêm, tất cả ánh sáng của ngọc báu này đều lấy làm thềm cao,
Ngọc mani, trân châu, các chuỗi báu dùng để tăng thêm sự trang nghiêm. Cái thứ cờ lộng phướng lụa treo bày khắp nơi. Ngọc báu như ý, lưới báu, chuông lớn, nhỏ, dang ra thành màn. Gỗ chiến đàn chạm khắc hình rồng. Lấy đất bùn thơm trét trên đất. Hoa mạng Đà La, hoa ma ha mạng Đà La. Hoa mạng Thù Sa, hoa ma ha mạng Thù Sa. Hoa tô mạc na, hoa ốt bát la, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa sen xanh, hoa trợ la ni, hoa cù trợ la ni, hoa bạc la, hoa tô kiền địa. Các loài hoa quý giá như vậy đem tung rải khắp nơi, y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon cõi trời mà cúng dường. Cho đến trải qua hàng hà sa số kiếp, luôn cúng dường như vậy. Nếu như có người nghe được tên Phật hoặc tên Như Thí Trí, hoặc tên bậc chủ thế gian, hoặc xem hình tượng cho đến xem tượng vẽ trong kinh, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô lượng vô số. Huống chi là có người chấp tay cung kính lạm bái, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô lượng vô số. Huống nữa là đem các thứ đèn sáng hoa hương cho đến khen ngợi một tướng công đức của Đức Phật, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước ở đời vị lai thọ nhận mọi thứ ăn vui giàu có cho đến đạt được trí nhất thiết trí. Này diệu các tường như một giọt nước đổ vào trong biển cả, cho đến khi kiếp lửa nổi lên thì nước biển ấy nơi ấy cũng không cạn. Này diệu các tường, Bồ Tát cũng vậy, chỉ đem một chút ít thiện căn hồi hướng để thành tựu Phật đạo, cho đến khi ngọn lửa nhất thiết trí phát khởi thì căn lành kia cũng không bao giờ cùng tận. Này diệu các tường, với như mặt trăng vượt hẳn các vì sao, ánh sáng tròn đầy chiếu soi khắp nơi, Bồ Tát cũng vậy, chỉ đem một chút ít thiện căn hồi hướng để thành tựu Phật đạo thì phước đức này nhiều hơn phước đức của hàng thanh văn độc giác, do căn lành ấy rộng lớn vượt bậc. Này diệu các tường, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác có công đức không thể nghĩ bàn như vậy. Này diệu các tường, nếu có thiện nam thiện nữ nào đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời cúng dường cho các vị thanh văn độc giác và các bồ tát nhiều như số phi trần đến tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua hằng hà sa số kiếp luôn cúng dường như vậy, nếu như có người đối với kinh này sinh tâm tinh hiểu tọa trì, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô lượng vô số. Huống nữa là có người ghi chép và nói cho người khác, thì phước đức này là tối thắng. Vì sao? Vì đã thành tựu nhân của Phật. Này diệu các tường, như có kẻ nam người nữ nào đem tâm giận dữ xấu ác cướp lấy thức ăn y phục của vô lượng vị thanh văn độc giác. Nếu như có người đem tâm sân giận xấu ác chiếm đoạt một ít thức ăn uống y phục của Bồ Tát Tinh Thích Đại Thừa, ở trong một ngày khiến vị ấy không được ăn, thì tội lỗi này nặng hơn tội lỗi trước vô lượng vô số. Vì sao? Vì tất cả hàng thanh văn độc giác trong ba đời ở nơi vô số kiếp tu hành bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ đều vì tự thân để đoạn trừ phiền não. Bồ Tát thì không như vậy, cho đến một chút ít khi bố thí cho bàn sinh cũng đều vì tam bảo không bị đoạn dứt. Này diệu các tường, giả sử có người đem tâm giận dữ xấu ác hủy bán vô lượng vô biên vô số các bậc độc giác đạt được giới định tuệ giải thoát chưa thoát tri kiến. Giả như là có người đem tâm giận dữ xấu ác làm tổn hại giới thể và việc tu học của một Bồ Tát Tinh Thích Đại Thừa khiến vị ấy không thành tựu, thì tội này nặng hơn tội trước vô lượng vô số. Vì sao? Vì tất cả hàng thanh văn độc giác trong ba đời ở nơi vô số kiếp đã có giới định tuệ giải thoát tri kiến đều vì nhằm đoạn trừ phiền não cho tự thân. Bồ Tát thì không như vậy, cho đến một ngày tu giới định tuệ giải thoát tri kiến đều nhằm đoạn trừ phiền não cho các chúng sinh. Này diệu các tường, giả sử có người đem tâm giận dữ sâu ác đối với tất cả chúng sinh khắp mười phương ở trong chốn lao ngục, nếu như là có người đem tâm giận dữ sâu ác đối với Bồ Tát mắt không muốn nhìn, quay lưng bỏ đi, thì tội này nặng hơn tội trước vô lượng vô số. Này diệu các tường, giả sử có người đem tâm giận dữ xấu ác mất mắt của tất cả chúng sinh nơi tất cả thế giới trong mười phương, nếu như là có người đem tâm giận dữ xấu ác đối với Bồ Tát mắt không muốn nhìn, quay lưng bỏ đi, thì tội này nặng hơn tội trước vô lượng vô số. Này diệu các tường, giả sử tất cả chúng sinh trong mười phương đều bị mất mắt, là có người khác đối với các chúng sinh ấy khởi đại bi, khiến mọi mắt của các chúng sinh kia bình thường trở lại, nó có được vô lượng công đức. Nếu như có người đem tâm thanh tịnh đi đến ngắm nhìn cung kính đối với Bồ Tát Đại Thừa, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô lượng vô số. Này diệu các tường, giả sử có người có thể khiến
Tội nhân trong ngục tù hiện có khắp mười phương đều được giải thoát, nên được thọ hưởng mọi sự diệu lạc của Chư Lôi Thánh Vương và trời Đế Thích. Nếu như là có người đem tâm thanh tịnh nhìn xem tán thán Bồ Tát Đại Thừa, thì phước đức này hơn phước đức trước vô lượng vô số. Này giữa các thường, giả sử có người làm cho tất cả chúng sinh trong mười phương đều chứng đắc quả vị độc giác, nên đạt được nhiều công đức. Nếu là có người chỉ dạy một Bồ Tát Tinh Thích Đại Thừa, từng ở chỗ Phật gieo trồng một căn lành khiến được tăng trưởng, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô lượng vô số. Này nhiều các tường, nếu có Bồ Tát tín hiệu Đại Thừa sâu xa đối với tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, đều làm cho họ an trụ nơi tâm Bồ Đề nên đạt được nhiều công đức. Nếu như là có người đem giáo pháp Đại Thừa, thậm chí chỉ một bài kệ để chỉ dạy hướng dẫn cho người khác, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô lượng vô số. Này nhiều các tường, giả sử có người đem các vị độc giác nhiều như số vi trần để tất cả thế giới trong mười phương bỏ vào trong các cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu như là có người đối với một người mới phát tâm Bồ Đề gây tạo chướng ngại, thì tội này nặng hơn tội trước vô lượng vô số. Này nhiều các thường, giả sử có người đối với tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới đã phát tâm Bồ Đề gây tạo chướng ngại, nếu như là có người đối với một Bồ Tát tín hiệu Đại Thừa sâu xa đạt tâm Bồ Đề mà gây tạo chướng ngại, thì tội này nặng hơn tội trước vô lượng vô số. Này giữa các tường, giả sử tất cả chúng sinh trong mười phương đều bị đọa vào các địa ngục ngạ quỷ súc sinh chim ma vương, là có người cứ giúp khiến được thoát khỏi đó chỉ dạy giúp an trụ nơi tâm Bồ Đề nên đạt được nhiều công đức. Nếu là có người làm cho tất cả hữu tình đối với Đại Thừa sinh tâm tín hiệu sâu xa, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô lượng vô số. Này giữa các tường, giả sử có người đối với tất cả đối với các vị độc giác đầy khắp các thế giới trong mười phương sinh tâm khinh mạng, nếu như là có người đối với một Bồ Tát bắt đầu phát tâm sinh tâm chê bai khinh miệt, thì tội này nặng hơn tội trước vô lượng vô số. Này nhiều các tường, giả sử có người đối với các bậc độc giác dùng như số vết tròn nơi tất cả thế giới trong mười phương đoạn dứt mọi lợi dưỡng, đối với cảnh giới trong mười phương lại bêu xấu, nếu như có người đối với một Bồ Tát tín hiệu Đại Thừa sâu xa lại đoạn dứt lợi dưỡng lại nói xấu, tội này nặng hơn tội trước vô lượng vô số. Này nhiều các tường, như có thiện nam thiện nữ đối với một Bồ Tát tín hiệu Đại Thừa sâu xa vì mong cầu chánh pháp, nên dù chỉ bố thí một bình nước uống trong do phước nghiệp này mà đạt được vô lượng quả báo thù thắng phi diệu chuyển luân thánh vương, huống chi là đối với bậc đại Bồ Tát đã thọ trì độc tụng sinh tâm tinh hiểu sâu xa mà cung kính bố thí. Bây giờ Đức Phật giảng nói kinh này xong, Bồ Tát Diệu Cát Tường và các đại Bồ Tát, các chúng thanh phàm, các hàng trời rồng già xoa, cả tất bà Atula, cơ bản trà nhân phi nhân đều hết sức vui mừng, tinh thọ phụng hành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.